thần, mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Hai cái này thôi, bầm nha, cẩn thận. Cẩn thận rất là bén á nha. Con phải lột vỏ ra trước, xong mới ướp chứ. Đừng có phá vậy, cắt đàng hoàng, để cái tay vậy đàng hoàng. Vậy nhổ sao ấy tay mà. Tôm chiên hả? Không, tôm được chưa chín đâu. Con sới lên, lấy cái đũa con sới lên. Xin lỗi, bong bóng luôn mày. Lấy cái đũa sới lên. Mày kiếm cho con đũa. Nấu cháo rồi, nấu thành cháo rồi. Vậy ăn cháo bắp cải với lại cái gà hay gì? Hồi nãy ba kêu là con đổ nước sắp lấp sắp thôi. Vì hai cái. Không, hai lóng hả? Con đổ hai lóng, con đổ nửa lóng thôi. Con đổ hai lóng. Con nấu một lon, hai nắm tay con thôi nha. Trời, thành cháo thiệt luôn nè. Bê nó hai lóng không? Ba nói hai lóng lần nào, ba nói nửa lóng chứ ba nói hai lóng rồi nè. Tôi nói là đổ nước là khoảng nửa lóng tay thôi. Là qua khỏi cái mặt gạo khoảng nửa lóng tay, nhưng mà cậu ấy lại nghe là hai lóng tay. Cuối cùng là cậu đổ quá nhiều nước cho nên là cơm không ra cơm mà cháo không ra cháo. Nó bị nhão. Quên chụp hình gửi mẹ. Canh bắp cải luộc đùi gà. Còn đây là cơm rất đặc biệt, rất là dư nước, rất là dư nước. Rồi à. Con ấy cũng ngon đó con. Ăn nói chung là rất là vui. Cái lẽ là mình vui á, mình vui trong lòng cho nên mình ăn cái gì nó cũng thấy ngon. Mình không có câu nệ cái chuyện đó. Hôm nay thấy hai cha con có vẻ gần với nhau hơn, có vẻ như cởi mở hơn cho nên thấy vui, cho nên trong lòng cho nên ăn thấy ngon vậy thôi. Tâm lý nó quyết định hết mọi thứ. Nhưng mà nhớ lần sau mà nấu cơm là phải nước ít lại nửa lóng tay nhé cha. Nói ra sao bị rất tay, nói không được. Thì lắc tay cũng như là lắc cái gì bị đứt tay? Tôm chậm nhấu. Con tôm á, cái vỏ tôm á hả? Sao mà nó bay lên? À, tôm còn sống á hả? Tôm còn sống á hả? Không. À. Con lắc á. Con lắc á. Nó bay lên cái vỏ cắt đứt tay. Ai cũng từng đứt tay. Tôi nghĩ để cho nó quen. Cái gì mình cứ làm quá, mình lo nó quá, đâm ra là yếu ớt đi. Cho nên là những cái đó nó phải vượt qua, coi như chuyện bình thường. Phải chấp nhận, phải vượt qua. Nhưng phải hỏi để cho con mình thấy mình có quan tâm.